Hôm nay là một ngày vô cùng u buồn và ảm đạm. Hôm nay là một ngày vô cùng đau thương đối với bố mẹ, anh chị em, gia đình, đối với các thầy cô giáo, các bạn bè, làng xóm và cả giáo xứ. Cháu Doan lại Xuân Phúc không may bị tai nạn và đã đột ngột ra đi. Cháu ra đi để lại cho bố mẹ một nỗi đau tột cùng, một sự mất mát vô cùng to lớn, một sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Một thiếu niên mạnh khỏe, tràn đầy sức sống, cháu là một người con ngoan, trò giỏi. Cháu là niềm vui, là niềm tự hào của gia đình và của dòng tộc. Cháu là niềm hạnh phúc của bố mẹ và gia đình. Cháu là niềm hy vọng của bố mẹ khi tuổi già sức yếu. Cánh cửa tương lai còn đang rộng mở để chào đón cháu. Thế nhưng một tai nạn rủi ro đã lấy đi sinh mạng của cháu, làm cho bố mẹ, ông bà, cô dì chú bác và tất cả mọi người vô cùng ngỡ ngàng, bàng hoàng và xúc động. Nhìn cảnh bố mẹ của cháu vật vã gào khóc mà không ai cầm được nước mắt, không ai kìm nén nổi cảm xúc khi chứng kiến cảnh ông bà nội ngoại đang đau đớn gào khóc gọi tên cháu một cách vô cùng thảm thiết, vì thương cháu, vì tiếc cháu của mình. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Thế là từ nay bố mẹ mãi mãi mất đi một người con ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép. Ông bà nội ngoại và cả gia đình mất đi một người cháu mạnh khỏe, khôn ngoan và rất hiếu nghĩa. Bạn bè và các thầy cô giáo mãi mãi mất đi một người bạn, một người học sinh chăm ngoan, học giỏi, sống lễ phép và chan hòa với thầy cô và các bạn. Làng xóm và cả giáo xứ mãi mãi mất đi một người tín hữu, một người thiếu nhi thánh thể đạo đức tốt lành. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử lạn và phục sinh, ban tang lễ và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Cháu Doan Lại Xuân Phúc sinh ngày 23 tháng 6 năm 2016 tại thôn Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cháu chẳng may bị tai nạn rủi ro và đã đột ngột qua đời lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2024, tức ngày 21 tháng 2 năm Giáp Thìn. Cháu hưởng dương nơi trần thế 8 tuổi. Xin quý cộng đoàn hãy cùng hiệp ý và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Doan. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Doan được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa an ủi, xin Chúa ban sự bình an, xin Chúa lau khô những giọt lệ buồn, xin Chúa mở cửa thiên đàng để đón nhận linh hồn Doan về bên Chúa. Xin Chúa ban ơn thêm sức để gia đình tang quyến nhanh chóng vượt qua nỗi đau thương mất mát quá lớn lao này.